Xe số 1. Ê, nhảy dần kiệt kiến tạo không nha. Số 1. Kiệt lên. Chặn lại, chặn lại. Để bên hay á, chặn lại. Cột xeo vào. Trọng tài mất đuôi ông. Tôi mà mất đuôi nào. Trung anh Giang nha ông Trung. Bữa dịch đâu có đá nữa, bao kê tụi bay đá chứ, rồi xuống dần đầu hết. Mai nên tắm nó không còn nữa. Thành công.
người cho banh ông không dễ làm phát cái rầm lên liền chứ còn bí nữa. Vậy mà đá kiểu tiền đạo mà làm sao? Bán giải tỏa rồi chứ. Đang về nhận em. Mày đá nữa không cáp kèo Phúc Minh Nhơn? Sao quá ha? Đá vợ phi quá. Phi quá. Còn đây nó thủ gì mà tôi thấy nó không canh ngừ hết trơn. Tài đây mà chung tay. Uống nước đây đảo sân.